Ôi, hôm nay củ cải được bạn đến thăm rồi. Củ cải, nào, bạn này cũng là bạn cho được. Nào, củ cải, đây là cho được. Nào, cái này, củ cải, nào, bận. Bạn này tên là hôm qua mới nhắn tin à? Củ cải nào đi, củ cải. À, còn con mực này nữa. Đi cho vào trong nhà. Củ cải. Đom nhà em được mấy tháng rồi? 6 tháng. À, củ cải nó đang làm quen, Đom nó sợ. 6 tháng này cũng to chứ nhỉ. Không nhìn. Mực. Con mực này nhà đối diện. Ơ kìa, cái ơi. Mực bắt nạt kitchen này. Nào. Kichi cháu sẽ làm gì đấy? Okay. Cái em nó còn đấy mà. Ok. Củ cải. Đi đây nào. Không, nó làm quen đấy, làm quen đỡ đầu đấy. Còn bây giờ bạn ông này ông ấy. Đi vào nhà, Kichi vào nhà. Ô, và Kichi buồn cười chỗ này. Nó cho gì đấy? Ôi, để xem nó chào này. Ờ, bắn hết xe rồi, tí này anh ấy chạy cho không? Chẳng hiểu sao tự nhiên nó chờ nó kiểu này. Ai dạy mình chờ kiểu này, Kim Chi ơi. Nào. Ok Chi, ui dạ. Nào. Không sao, bản tí này anh Long. Em là nhà ở đâu? Em ở Hà Nội. Hà Nội à? Nhà em ở May Thương hả? À, đom 6 tháng đom được. Ôi, Kichi tự nhiên nó trèo. Ôi, mực này về nhanh. Ôi giời, củ cải Kichi này hay được em Đom đến thăm. Đom 6 tháng nhìn to hết nè. Bây giờ bẩn hết người rồi. Thôi hôm nay trời mới mưa xong. Củ cải. Được mà, củ cải. Củ cải cứ đòi nhảy cơ. Kệ nó, không sao đâu. Nào, thôi, củ cải. Okay. Thôi nào. Kim Chi xuống đi à. Đom rồi đánh đá. Củ cải ơi. Nào, em nó được rồi. Cứ đòi nhảy. Thôi nào, đi vào trong nhà chơi. Bẩn. Thôi đi vào trong nhà nào. Đi vào trong nhà. Đom là em đang nuôi ở trên Hà Nội ấy chứ. Rồi, trời mới mưa thôi. Đom đi đây, đi vào trong này. Bẩn hết rồi. Đom 6 tháng mà to cao nhỉ, con này tầm chắc phải tầm 30. Vâng, củ cải nó cứ đòi trèo lên nó nên là nó khó chịu đấy. Anh em đóng cửa nhá. Ờ, đóng cửa lại đi. Ui giời kìa. Mở cửa ra. Đom đi đây, Đom. Kim chi đánh đá. Rồi. Ở thân cái nhà của mình. Nào. Nào hết rồi. Củ cải ơi. Cái. Thằng biến thái này. Hôm trước thì. Em vào trong này em rửa tay cũng được mà. Ở thân Đom. Còn Đom nó ghét. Thằng củ cải nó khốn nạn. Bấn lắm rồi. Kim Chi. Rất là hơn 30 cân.
4 tháng 23 cân. Ui giời ra mai. Cô cái nhà tôi 4 tháng mới được có 19 cân. Thật cô cái. Nào. Đom nó là được mà. Còn kim chi cứ nhăn. Khó chịu đấy. Đom nó to đấy. Đom là bố mẹ nào? Đom ấy. Nhâm Trung kia là biết rồi. Kabul, con Kabul. Bố là cái lông ngắn. Cái ơi. Ơ củ cải đó là nó được mà. Cải biến thái quá. Con này to đấy. Sau này khả năng 5. Sau này khả năng 450 cân đấy. Củ cải của anh giờ là 43 cân. Thôi cái ơi, mày xấu hổ quá cái ơi. Thôi mày khốn nạn này. Thôi không chơi nữa cái. Thích ngồi xe, thích chui vào trong chuồng nữa. Đom đến đây. Bỏ nhốt củ cải lên rồi. Giờ chỉ còn kim chi và đom. Đom này cứ đi theo kìa. Kim chi đi xuống đây. Xuống nhanh. Treo đấy làm gì. Xuống. Bắn hết rồi. Lâu thì cứ đom một tí là bắn hết rồi. Thì bảo ngoan dễ bảo, cho cái dễ bảo. Đấy con đom nó đi vào nó trèo lên đấy lại bắn nào. Học đâu đấy đom ơi. Thằng nào cũng mệt rồi. Lại trèo lên xe. Cái thằng chi này cũng thích đi chơi đấy. Kim chi trèo lại lên yên xem nào, trèo lại lên đây xem nào, trèo lại xem nào, trèo lên kim chi trèo lên. Đây dáng này dáng gì đây? Ai dạy mày đấy hả kim chi? Kim chi, ai dạy kim chi đấy? Trèo lên. Không hiểu sao tự nhiên nó lại nghĩ ra cái trò này. Đấy kim chi nhá. Bye bye kim chi nhá. Đi nhá. Thôi kim chi tao bán mày. Ơ còn đom làm gì. Quay vào này chơi buồn cười. Đom làm gì đâu ơi. Khiếp bẩn hết rồi. Trời thì đang mưa. Không. Anh hay ngồi cho kim chi chở cả kim chi của cái đi ấy. Củ cải ngồi trước, kim chi ngồi sau. Ừ. Không thể là tự nhiên con kim chi nó trèo lên xe xong rồi nó trèo lên như này. Anh chưa dạy nó đâu, mọi lần toàn bế nó lên xe thôi. Ui ôi ôi ôi. Đom hư nha, đom nha. Làm gì đấy hả? Đom răng trắng nha. Bọn chó con này răng trắng. Đang còn ít tuổi. Sau này tầm gọi là 1 năm rưỡi 2 năm bắt đầu răng bắt đầu vàng. Ôi giời ơi, Đom ơi. Đi vào nhà. Nó nóng ấy, lô nghịch một tí nóng ấy. Kim Chi xuống đi. Kim Chi xuống được không? Xuống đây. Đi vào nhà. Kim Chi nào, xuống. Kim Chi xuống, đi xuống đây.
xuống. Để xem xuống như nào. Kim Chi xuống đi. Rồi. Kim Chi rất là dễ bảo. Ngoan.